Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chư Phật vì đại sự nhân duyên thị hiện trong đời, khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, thấy biết như sự thật, không sanh tâm phân biệt. Hoa sen tuy sống nơi bùn nhưng sáng ngời sắc hương hồng tươi, vì diệu quyền thâm giao lấy tri kiến một thừa, tỏa hương thơm ngát mười phương. Pháp hoa thọ trì tự lời, lời ta chân chánh, sắc thân giả tạm rạng ngời, tánh Phật truyền trao. Pháp hoa thọ trì tự lời, lời ta chân chánh, sắc thân giả tạm rạng ngời, tánh Phật truyền trao. Diệu pháp liên hoa kinh là mơ pháp bình đẳng, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thọ trì kinh pháp hoa được vô lượng công đức, cũng tùy căn duyên mà nhận ra Phật tánh ở nơi mình. Như Lai rộng lớn sâu xa, vô tướng vô hình, cốt yếu trong phần bổn môn là phẩm Như Lai thọ lượng. Phật tánh diệu dũng tròn đầy như thể hư không, tâm Phật chúng sanh tuy ba mà một, khai quyền hiển thật trong phần tích môn là phẩm phương tiền. Ba giáo chính dụ 28 phẩm hơn 6 vạn lời 10, như thị chân lý đại thừa vô lượng nghe. Vào nhà Như Lai là tâm từ bi rộng lớn, mặc áo Như Lai là lòng nhu hòa nhẫn nhục, ngồi tòa Như Lai là thấy tất cả pháp do duyên diệt duyên sanh. Diệu pháp là pháp, liên hoa là dụ, hoa sen vạn hành nhân hòa đồng thời. Pháp Phật diệu thâm không thể nghĩ bàn, thọ trì kinh pháp hoa là nhận biết mình sẵn có viên ngọc quý, quán chiếu năm quận giả tạm do duyên hợp rồi tan. Kinh diệu pháp liên hoa là tạng bí yếu của Như Lai, khó tin khó hiểu không tu khó vào, chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu nghĩa chân thật của các pháp Như Lai. Chí tâm đảnh lễ đại thừa diệu pháp liên hoa kinh, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Phật từ bi trí tuệ thỏa mãn Như Lai không thể nghĩ bàn, giáo pháp Như Lai bình đẳng dị giải thoáng, nhưng cảm thọ không đồng đều vì chúng sanh căn cơ khác biệt.
Diệu pháp nhớ cha, liên hoa nhớ mẹ. Chớ Phật ba đời mười phương, dùng vô lượng vô biên phương tiện thí vô, làm các món nhân duyên tạm gọi ba thường. Rồi dẫn dắt chúng sanh quay về một Phật thường. Các pháp từ bổn lai tướng, thường tự vắng lặng. Pháp đó trụ ngôi pháp tướng, thường trụ thế gian. Biển phước lớn không lường, dõi theo bóng chúng sanh. Đức Phật dùng phương tiện niết bàn thầy hiền. Mà thiệt chẳng diệt độ thường trụ đây, nói diệu pháp để gieo duyên chúng tử Phật thường. Chư Phật khai thị chúng sanh phải tự lực ngộ nhập, siêng tu giới định tuệ, phá trừ tham sân si, giới thiệu ngợi khen thọ trì kính pháp hoa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử nguyện thọ trì diệu pháp Như Lai, đem tâm từ bi hỷ xả trồng các cõi công đức, phát lòng cứu tất cả chúng sanh. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Diệu pháp Như Cha, liên hoa Như Mẹ, biển tâm từ rộng khắp vô biên, nương theo bên giác hương thiền, chí tâm phát nguyện thọ trì liên quan.